Đây là xe chở các loài vật của sở thú đây. Nhìn xe đang chuyển động trên đường nha. Tránh ra nào. Xin chào bạn chó sói, bạn có muốn về khu bảo tồn không? Lên đây nào, lên đây tôi chở đi. Chó sói khỏe quá. Đấy, chó sói. Đấy, chà chà. Nào đi nào. Đấy, bạn chó sói ở chúng ta đấy nha. Chà chà. Đi về thôi. Ai, bạn chó sói chúng ta đáng yêu không? Tuyệt vời không? Chó sói đang đi về khu bảo tồn đó. Chó sói đi đó. Chó sói đi đó. Nha, về khu bảo tồn rồi. Bạn chó sói xuống nha. Đúng rồi. Sao đứng đây? Đứng đây nha. Để tớ lại đi chở bạn khác nha. Bồ. À, xin chào bạn bò sữa. Bạn lên đây. Lên đây nào. Đưa bạn về khu bảo tồn. Lên đây. Đây nào. Nào ngồi yên vị trí chưa? Ổn định chỗ ngồi chưa? Đúng rồi. Đứng cẩn thận nhá, xe đi chóng mặt đấy. Cẩn thận. Nào nắp thùng lại. Ê, chim ti Phú rồi, mời bạn bò xuống nào. Nào bạn xuống đi. Nào ở đây chơi cùng bạn chó sói nha, để tôi đi chở bạn khác nha. Nào, hai bạn voi con này đi đây. Lên. Đó, vào đây. À, mời bạn nữa. Bạn voi con màu xanh da trời nữa. Lên đây. Lên đây mà ăn cỏ. Lên đây nha. À, bạn cá con lên đây. Thích chưa?
cái nha, chuẩn bị lăn bánh này. Mình về sở thú này. Các bạn ổn định chỗ ngồi nha, để chuẩn bị đi nha. Mà về nơi rồi, mời các bạn xuống nào, bạn cá xuống này, và bạn voi xuống đây nào, xuống đây cùng với bạn bò sữa này, bạn voi này nữa xuống này, bạn voi màu hồng xuống này, xuống này. À, bạn vịt này có đi không? Đến đây. Đó, bạn vịt cũng đi này. Đấy, bạn mèo nữa, đây bạn mèo màu vàng. Đó, lên đây nhá. Bạn mèo con nhá, lên đây. Vịt, mẹ vịt con và bạn mèo đi về sở thú. Lắc lư cẩn thận ngã nha. Sốc đấy, đường sốc đấy. À thôi, mời bạn vịt xuống nào. Bạn mèo xuống nào. Chà, vậy là ô tô đã chở rất nhiều các bạn về rồi nhá. Là bạn voi nè, bạn cá nè, bạn bò sữa nè, bạn mèo nè, bạn vịt nè, bạn chó sói nè. Bao nhiêu là bạn. Là tuyệt vời. Thôi, giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ, các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tôi nha. Chào tạm biệt.